Mình chào quý khán giả đến với tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Mới đây, Nhất Hàn Lee vừa tổ chức buổi tiệc mang tên Ultra Glam Party tại thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của nhiều vị khách giàu có. Nhân vật chính của buổi tiệc cùng những vị khách VIP bước ra từ những chiếc siêu xe của họ, bao gồm Maserati, Bentley, Lamborghini. Hơn 30 chiếc siêu xe trị giá hơn 900 tỷ đã lần lượt xuất hiện trong bữa tiệc vương giả của Nhất Hàn Lee. Khách mời cũng được chủ nhân mời uống những chai rượu Champions số 1 thế giới. Nhất Hàn Lee còn chuẩn bị rất nhiều quà tặng cho các khách mời với giá trị lên đến nhiều tỷ đồng cho 500 khách, như voucher 2 tỷ mua du thuyền cho mỗi vị khách, voucher 35 triệu tiền làm đẹp, 500 gói khám tổng quát 6,5 triệu đồng tại Bệnh viện Quốc tế Pháp Việt, một chuyến du lịch Dubai một tuần tại khách sạn 7 sao trị giá 70.000 USD, 20 cặp mắt kính gọng vàng trị giá 1.500 USD của thương hiệu Silhouette, 200 chuyến du ngoạn du thuyền siêu sang ngắm mặt trời lặn cùng từ rượu Champion siêu sang. Buổi tiệc có sự góp mặt của đông đảo khách mời là những vị khách nước ngoài, cùng sự tham dự của các sao Việt như Giáng My, Mỹ Lệ, Thành Hà, Trác Thúy Miêu, Sĩ Thành. Lần đầu tiên, bố mẹ Nhất Hàn Lee gặp nhau và chịu đứng chung sân khấu cùng con trai sau hơn 20 năm. Về kế hoạch sắp tới, Nhất Hàn Lee sẽ ra mắt 3 sản phẩm âm nhạc tại thị trường Việt Nam trong tuần tới. Anh không quên tiết lộ sẽ làm tiệc lớn gấp 10 lần cho dịp sinh nhật tháng 7 này. Vài ngày trước, Nhất Hàn Lee và Phía Ngọc Trinh xảy ra cuộc đấu khẩu lời qua tiếng lại trên mạng xã hội khá gay gắt. Tại sự kiện tối ngày 15 tháng 4, Nhất Hàn Lee thậm chí còn nói thẳng quản lý của Ngọc Trinh là người ngu dốt và đần độn, người gây chuyện trước. Ngay sau khi phát ngôn của Nhất Hàn Lee nhận được sự chú ý, thì quản lý của Ngọc Trinh cũng đã có động thái mới trên trang cá nhân. Hành động đăng tải hình ảnh đang du lịch tại Vũng Tàu của cô sẽ không có gì đáng nói nếu như trong phần bình luận, một người bạn của cô nói: "Nhiều người có tiền, sửa mặt mà không chịu sửa cái nết nhỉ." Quản lý của Ngọc Trinh cũng đáp lại: "Nếu sửa được thì đời làm gì còn drama, chán lắm." Mặc dù không đề cập cụ thể tên nhân vật đang được nhắc đến, nhưng trong thời điểm Phía Ngọc Trinh và Nhất Hàn Lee đang xảy ra mâu thuẫn gay gắt trên mạng xã hội, thì câu nói này lại được cho là nhắm đến nam ca sĩ. Bên cạnh đó, Nhất Hàn Lee cũng từng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, nên câu mỉa mai của quản lý Ngọc Trinh và bạn cô càng được cho là nói về anh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.